Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, xin chào chú. Dạ vâng, hôm nay chú tới nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ, chị Nguyễn Thanh Hải, chị bạn trai. Dạ, con xin phép được hỏi chú tên là gì và đến từ đâu? Tôi tên Bùi Văn Giáo, tôi ở Thái Hòa, trong quê Bình Dương, đến tìm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm bạn trai. Là mình ở Bình Dương ha? Hiện nay ở Bình Dương, còn quê quán ở tỉnh An Giang. Quê quán ở An Giang, An còn mình Giang. ở Hậu Giang. Còn hiện tại chú đang ở Bình Dương. Chú nói lớn lên xíu chú ạ. À, dạ rồi, thì hôm nay sự việc con trai của chú như thế nào thì con mời chú chia sẻ. Trước kia con trai nó có bị nhiễm Covid-19 đó, phải đi cách Dạ. ly về sau. Tới nay bị ngơ ngơ. Rồi đến ngày 4 tháng ngày ngày 4 tháng 2 năm 2023 nó đi, tới nay không có về nhà. Ừ, con trai của chú bỏ đi ngày nào ạ? Ngày 4 tháng 2. À? Ngày 4 tháng 2 là mới đây mà. À, Dạ, con trai của chú tên là gì? Bùi Trung Viên. Bùi Trung Vin. À, con trai của chú năm nay bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. 22 tuổi. Chú có biết được lý do nguyên nhân gì em nó bỏ đi không? Mà mình cũng không biết mà sao nó đi nhiễm Covid vậy, nó bị ngơ ngơ vậy đó, là đầu óc nó không được tỉnh táo. Trước cái thời điểm mà em nó bỏ đi, chú có nhận ra những cái dấu hiệu gì bất thường không? Thì cái lúc chiều đó thì nó có, tôi có đi làm về thì nó có đi, rồi tôi đi tìm kiếm nó lại gặp rồi trả chơi về, rồi bằng sao nó đi nữa, tôi kiếm nó lại, Tức là cái về cuộc lại tôi sống gặp nữa. sinh hoạt hàng ngày ấy, cái thời điểm mà gần cái thời điểm bỏ đi ấy chú có thấy dấu hiệu gì con trai của chú bất thường không? Không, tôi đi làm nó vẫn ở nhà ăn cơm nước bình thường vậy thôi đấy, cơm rồi chúng ăn vậy thôi chứ nó không có đi đâu hết á. À, con trai của chú không có đi làm việc chú nào? Có đi Không, làm đâu không? hồi trước hồi năm rồi thì có, hồi tôi qua tới hồi nguyên năm nay là không có. Là tức là ở nhà đúng không ạ? Là mình vào đây là mình thuê nhà hay là thuê nhà trọ chú? Thuê trọ. À, mình làm công ty, chú làm công ty ha. Công ty. Dạ. Thì tất cả các mối quan hệ bạn bè em nó có chơi với ai không? Ngày trước thì nó có bạn bè nhiều lắm, còn bây giờ cho nó không còn bạn bè gì nữa hết, điện thoại nó cũng không có xài nữa. Điện thoại không xài và cứ là ăn rồi ở nhà thôi, À, không có làm một cái gì hết. không có làm gì chưa? Chú nói lại một lần nữa, con trai của chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi. 22 tuổi, không làm một cái gì hết cả chú. Không, hồi trước kia thì hồi trước năm dịch Covid 2019 nó có làm. Dạ. Rồi qua dịch là tới giờ là nó bị vậy, là nó không có làm cái gì Tức hết là trơn, sau đầu cái không thời tỉnh điểm dịch, táo, không tỉnh táo nữa. sau cái thời điểm dịch là con trai của chú là không được tỉnh táo ạ. Có dấu hiệu gì khác hơn, lạ hơn không ạ? Tại mình nói nó không hiểu, hồi trước thì nó nhanh nhẹn lắm, sao bây giờ mình nói nó không hiểu không biết. Dạ. Chú có hay la dầy gì em không? Thì mình biết con vậy thì cứ về mình nhắc nhở khuyên nhủ thôi, chứ la gầy gì giờ. Em có đi cà phê, cà pháo hay nhậu nhẹt gì không? Không, nó bây giờ là ở nhà, là nói chung tôi đi làm giờ chỉ gặp nó nằm ở nhà vậy thôi. Tức là không có làm một cái gì hết và không đi Không, đâu hết. không. Chú có nghĩ rằng con trai của chú bị dấu hiệu trầm cảm không? Mình không có biết hiểu về vụ đó. Dạ. Và chú có thường xuyên chia sẻ tâm sự với con trai của mình không? Thì mình cũng chia sẻ, nó hỏi chừng nào có vợ thì cưới vợ, nó cứ nên vậy thôi. Về nhà cũng không nói chuyện gì với chú à? Ông hỏi nó thì năm ba câu thì nó mới trả lời được câu. Dạ. Bà xã của chú hôm nay đi đâu mà không tới? Bà đi làm. À, bà xã đi làm ha. Tức là mẹ của em này có thường xuyên tâm sự với em không? Có mẹ nó thương nó lắm, lúc nào không kêu không ghé không nhắc. Dạ. Dạ vâng, con xin phép được hỏi con gái chú một xíu ha. Anh chào em gái. À, em gái có thể xin tự giới thiệu em tên là gì? Em tên Tiên ha. Em là chị hai của em đây ha. Thì em hôm nay cũng cùng với cha về đây để nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, đó là tìm một em trai em về đúng không? Thì hôm nay em tới đây thì tâm nguyện mong muốn nhất của em là gì? Em nói lớn lên xíu ha. À, tức là em sẽ không đọc số điện thoại của cha em lên đây được.
Bởi vì khi mà đọc số điện thoại của trai em lên đây thì có nhiều kẻ xấu khác họ sẽ lợi dụng và họ sẽ gọi để họ lừa đảo em ha. Thì khi mà em là người chị hai thì em thấy em trai em trước lúc bỏ đi thì như thế nào? Rất là ít nói đúng không? Hai chị em có hay chơi với nhau không? Công việc của em là gì? Cũng sáng đi tối về ha. Rồi về em có hay đi chơi với em, tâm sự chia sẻ với em không? Tức là em thấy dấu hiệu bất thường đúng không? Ngoài những cái dấu hiệu đấy ra em còn thấy em trai của em có dấu hiệu gì khác hơn không? Rồi em có ghi rằng là em trai của em hiện tại thì đi vì lý do gì không? Em không biết lý do gì đó. Không biết đúng không? Dạ. Em cùng với cha, với gia đình nhà mình đã tìm kiếm đến đâu rồi? Rồi cũng đi chạy xe chạy vòng vòng kiếm thôi anh, chứ cũng không biết đi đâu nữa. Là mình kiếm được ở những chỗ nào đấy em? Ở Bình Dương? Kiếm được. Em chạy lên chợ rồi này kia rồi chạy vòng vòng nữa thôi, chứ cũng không biết đi đâu nữa. Sự tình rất là buồn ha. Mới đầu năm mới ra mà con trai của chú bỏ đi như vậy thì thật sự thì đó là một chuyện rất là buồn cho gia đình. Chú có lời nào muốn nhắn nhủ trực tiếp tới con trai của mình không? Chú gọi hẳn tên con trai của mình ra ha. Chú nhắn nhủ với em đi. Duyên ơi, cha mong con về lắm, con lại về với cha đi. Chú xúc động, chú cứ nói đi chú. Ở nhà cha mẹ đang chờ con đó, con mau về nha. Em gái em có điều gì em nhắn nhủ gọi tên em trai của em để em trai của em sớm quay về. Em có gặp được bây giờ là mẹ em mau sớm về nhưng nhà trong lắm. Thật sự bây giờ là cả gia đình nhà mình rất là lo lắng và hoang mang cho em ấy đúng không ạ? Bởi vì cái thời gian mà như chú chia sẻ thì sau thời gian Covid thì em ấy không được bình thường. Dạ. Đó là một điều rất là buồn. Chú còn điều gì muốn nói nữa không? Nói sao bây giờ? Dạ, thì cái câu chuyện của chú và em gái chia sẻ vừa rồi là tìm em trai của mình. Thật sự đó là một câu chuyện rất là buồn. Thời gian vừa qua cũng có rất là nhiều các em thanh thiếu niên bỏ nhà đi vì rất nhiều nguyên nhân khác. Thật sự rất là nhiều. Và chú cũng tiếp tục cũng một trong những con trai của chú, một trong những là cũng em là cũng đang tuổi thanh niên cũng bỏ nhà đi, cũng không hiểu vì lý do nguyên nhân gì. Thì vụ việc của chú hôm nay về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ, thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tiếp nhận và sẽ cố gắng hết sức nỗ lực hết mình để tìm kiếm cậu con trai về cho gia đình nhà mình chú ha. Thì cũng mong là gia đình nhà mình cũng đừng quá lo lắng quá ha. Thì con cũng không biết nói gì hơn, thì chúc cho đại gia đình nhà mình sớm nhận được tin vui là em trở về để đoàn tụ cùng với gia đình. Dạ thưa quý cô chú anh chị, thì vừa rồi là toàn bộ câu chuyện của người cha và chị hai đi tìm em trai. Như quý cô chú anh chị cũng đã xem thì cũng đã biết được câu chuyện một phần nào rồi. Thì em rất mong tất cả quý cô chú anh chị xem và chia sẻ, lan tỏa mạnh mẽ để cho em trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Một lần nữa em chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, cộng đồng mạng rất là nhiều. Dạ rồi thì con chào chú nha. Thì mong sao thì chú sẽ sớm nhận được tin vui ha chú ha. Mong chú cũng đừng quá lo lắng quá ha. Dạ rồi con chào chú và cảm ơn câu chuyện của chú rất là nhiều.